đây. Tiếp tục lục. Đây là quân, chào mừng các bạn đến với trận tứ kết 2 giữa tem Tấn Mãi và tem Sơn. Sơn Uni nha mọi người. Đây là trận tứ kết thứ 2 nha mọi người. Ali Đình Vũ đã bóng tốt với một pha bỏ trắng. Tấn Mãi đã bóng tốt ở vị trí số 3. Tấn nâu chuẩn bị cho trắng rụng nha các bạn. Phát bóng mang điểm trực tiếp tiếp của Ngọc Rạng. Mưa nữa rồi. Cái vũ khí rồi nó anh. Hai điều. Nguyên Phát. Nguyên Phát bỏ bóng tốt. Chưa nữa hả? Còn nữa hả? Tiếp tục luôn Tấn Mãi. Vẫn còn, quá hay. Tỷ thủ quá tốt. Đáp. Bóng còn. Quá hay. Tiếp tục luôn Phát. Quá hay. Tiếp tục luôn Phát. Đập bóng tốt. Điểm 3-2. Nguyên Phát quá cao. 4-2. Đập bóng ngoài của chị Bảy. 5-2. Đập bóng tốt. Đổi điểm 3-5. Ngọc Rạng. Anh ơi, cắt giùm em cái pha này lại cho. Bóng ngoài. Điểm 4-5. Cắt bỏ hay là cắt lịch lên. Năm đều cho hai đội. Bách hai ăn điểm của bác sĩ Thành. Bóng còn. Nguyên Phát đập bóng không thắng lưới. 6 điều. Phá bóng ngoài. Điểm 7-6. Không chuyện gì. Anh đó thì lên đó thì em chuyện ngay đó là anh kêu Phát quýnh rồi đã. Cãi này nhiều vô xíu nữa đi. Bung bàn. Cơ bản nó vậy rồi. Bóng không có lưới. Chín sáu. Mười sáu. Phá bóng không sang lưới. Đổi điểm 7-10.
đập đập bóng tốt của Nguyên Phát, điểm 11-7. Bóng không có lưới. Điểm 8-11. Điểm 13-8. Sơn là bóng tốt. Điểm 9-13. Ai đấy? Ngọc Rạng. Đảm bóng tốt. Điểm 15-9 kết thúc set thứ nhất. Tem Tấn Hải tạm nhận trước 1-0.